Thưa quý vị, một chiếc tàu đánh bắt thủy sản của ngư dân đang đậu tại bến ở thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã bất ngờ bùng cháy dữ dội trong sự bất lực của người dân. Hình ảnh trong video do một người dân ghi lại, ông Phan Quốc Thới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, Kiên Giang cho biết, vụ cháy xảy ra vào khoảng hơn 10 giờ 30 sáng 14 tháng 2. Ngọn lửa phát ra từ một ghe lớn chuyên câu mực đang đậu tại bến tàu Bãi Xếp, thị trấn An Thới, sau đó bốc cháy dữ dội. Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân gây ra hỏa hoạn có thể là do chập điện, sau đó lửa lan ra cabin rồi bén đến khoang có chứa dầu. Cũng theo ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn An Thới, thời điểm xảy ra cháy, trên tàu có một số bình ga mini nên đã gây ra nhiều tiếng nổ lớn, khiến người dân không dám tiếp cận để dập lửa. Sau khoảng hơn 20 phút, một chiếc ghe chở cháy đã được điều đến hiện trường, ngọn lửa được khống chế. Chiếc tàu đã bị thiêu rụi phần cabin cùng 13 thúng câu mực, thiệt hại ban đầu ước tính khoảng hơn 1 tỷ đồng. Thông tin chi tiết mời quý vị tìm đọc trên báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn.